Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người làm món khoai tây chiên nhé. Chú Tí nhà mình rất là khoái món này. Thật ra cái món này nó đơn giản, nó cực kỳ đơn giản, nhưng mà đối với những người không biết gì, chưa biết làm, chưa làm bao giờ thì cũng là một vấn đề. Đầu tiên thì việc đầu tiên các bạn sẽ phải gọt vỏ khoai tây cho sạch. Sau đó là các bạn chuẩn bị một cái ô khá lớn để đựng đủ số khoai tây, và các bạn sẽ cho vào một chút muối. Ta sẽ cho vào một chút muối và cho nước vào nha các bạn, cho nước vào để trước khi rán chúng ta sẽ ngâm qua vài phút, mục đích là để cho khoai tây nó đỡ bị thâm, thứ hai là khi mà rán xong ăn thì kể cả có chấm cũng được mà không chấm cũng được, nó có vị ngọt ngọt của muối rồi ăn sẽ ngon hơn là không ngâm. Để làm cho miếng khoai tây nó được đẹp hơn thì tốt nhất các bạn dùng cái dao sóng như thế này. Dao sóng như thế này. Chúng ta sẽ cắt. Chúng ta sẽ thái khoai tây thành từng miếng dài. Mình vuông dài. Đó, các bạn. Đây, khi mà chúng ta dùng cái dao sóng để cắt thì nó sẽ thành miếng như này. Rất là đẹp. Đó. Chúng ta sẽ ngâm vào nước muối. Và khi mà các bạn chọn mua khoai tây thì các bạn nhớ tránh những cái quả nó có màu xanh ra nhé. Cái này thì chắc là nhiều bạn biết rồi. Những quả màu xanh là nó bị trồi lên khỏi mặt đất và nó rất là độc. Cái phần màu xanh kia nó có chứa độc tố rất là nguy hiểm. Có nhiều người đã bị ngộ độc đấy bởi vì ăn khoai tây xanh. Nên là chúng ta tránh lấy những cái củ nó màu xanh, có cái phần màu xanh. Và để cho khoai tây được giòn hơn ý, thì chúng ta sẽ phải mất nhiều thời gian một chút. Đó là khi mà chúng ta chiên qua lần đầu tiên chỉ để cho khoai tây chín thôi, không cần vàng. Chiên qua lần đầu cho khoai tây chín, sau đó là các bạn vớt ra để ráo dầu, ráo mỡ và các bạn sẽ cho vào tủ lạnh, cho vào bếp đá hoặc là ngăn lạnh cũng được. Và để đến ngày hôm sau chúng ta mới lại lấy ra chiên tiếp, lấy ra sử dụng. Thì khi đó khoai tây nó, cái miếng khoai tây nó sẽ giòn tan như bim bim. Thế còn nếu như không có thời gian thì chúng ta làm luôn cũng được. Tuy nhiên là ăn thì sẽ không được giòn lắm. Nó sẽ bị mềm mềm, ỉu ỉu.
không chỉ với khoai tây mà với tất cả các món rán đều như vậy. Thịt rán, cá rán cũng vậy. Bao giờ cũng thế các bạn, rán qua lần đầu tiên để cho nó chín vừa thôi. Sau đó là chúng ta để tủ lạnh. Rồi hôm sau chúng ta mới lại rán lại tiếp thì nó sẽ rất là giòn. Rất là giòn, ăn ngon hơn là rán một lần. Rán một lần thì tất nhiên ăn nó tươi cũng ngon, nhưng mà nếu mà đối với những bạn thích mà thích ăn giòn đấy, thích nhai giòn tan trong mồm ấy, thì chúng ta nên để qua tủ lạnh và chúng ta rán lại lần hai. Khi mà ngâm muối rồi nó sẽ không bị thâm và sẽ ăn sẽ ngọt hơn. Thì con dao này của tôi hơi bùn rồi nên là thái hơi khó khăn một chút. Sốt ruột, tôi sẽ tạm dừng cái đoạn này. Tiếp theo là sau khi đã khoai tây đã ngâm được khoảng 5 đến 10 phút thì chúng ta sẽ vớt lên để ráo. Vớt lên để ráo nước nha các bạn. Đây. Và sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị tiến hành khâu rán. Thì khoai tây thì rán bơ thì sẽ thơm hơn. Thơm ngon hơn nên là tôi sẽ rán bằng bơ. Nếu không thì các bạn có thể pha bơ với lại dầu cũng được, hoặc mỡ cũng được. Pha với nhau để cho khoai tây nó có mùi thơm. Bởi vì nhiều bạn thích ăn bơ nhưng mà nếu mà rán hoàn toàn bằng bơ thì nó sẽ rất là ngậy, ăn ngấy lắm. Nên là đây tôi sẽ chọn giải pháp là tôi sẽ pha bơ với lại mỡ để cho nó có mùi thơm bơ thôi. Chúng ta sẽ tiến hành rán. Chạy để thế con. Chưa. Con đừng động vào máy nữa.
nào bắn bắn nó bị bỏng đấy các bạn. Ui con đừng làm thế, đã bảo để mẹ khác làm. Thế nữa bắn thơm mùi bơ ngậy, thơm rất là ngậy. Có lẽ tôi phải làm hai mẻ bởi vì rất là nhiều, còn rất nhiều khoai tây mà tôi khoát lại cho hơi ít mỡ. Đấy, với những bạn nào mà muốn sơ chế để tủ lạnh và để hôm sau hoặc là đến chiều đến buổi sau rán để khó gòn ấy, thì đến tầm này nó chỉ hơi vàng một chút thôi, các bạn có thể lấy lên đây. Chắc là tôi cũng sẽ làm hai mẻ để buổi sau tôi sẽ rán lại bởi vì nhiều quá, còn cu con nhà tôi ăn cũng không hết. Những cái miếng mà nó chỉ hơi vàng một chút thôi, các bạn có thể lấy lên. Đấy, và để lần sau chúng ta rán lại thì nó sẽ rất là ngon. Thank you.
Và những ngày Tết lúc nào mà các bạn có thời gian ấy, chúng ta sẽ chuẩn bị sơ chế như thế này trước, sau đó là để tủ lạnh. Và lúc nào cần ăn thì chúng ta lại lấy ra rán lại. Sẽ rất là ngon. Đó, thì cái mẻ đầu tiên này tôi sẽ để đằng sau. Và tôi sẽ phải cho thêm nhiều mỡ nữa. Lúc nãy tôi cho hơi ít mỡ. Chưa xong. Chưa, cái đấy chưa chín đâu con. Cái đấy chưa được. Một lúc nữa sắp được rồi, sắp được rồi. Con ra chơi một lúc nữa là được. Trời ơi, thằng chui con nhà tôi đói quá các bạn ạ. Thèm quá. Không chịu nổi. Để mà chúng ta rán xong ăn luôn thì các bạn cứ rán đến khi nào mà nó vàng vàng đều, nó có màu vàng già già một chút và đều nhau cả. Có một số ví dụ như những cái miếng nhỏ nhỏ mỏng mỏng thì nó sẽ bị gãy ra ấy. Thì khi đó là có nghĩa là khoai tây đã chín và chúng ta có thể vớt ra để ăn. Cái gì đấy? Đây, thế còn cái phần này tôi sẽ để tủ lạnh và lần sau tôi sẽ rán lại cho nó giòn hơn. Bye bye các bạn nha. Tạm biệt các bạn.